Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày Giáp Dần, tức can chi tương đồng, thuộc mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại khê thủy, kỷ tuổi, mậu thân, bính thân, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ, và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu thân, bính thân, canh ngọ, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao thiên quan, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là về xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đa gặp ngày có thương quan giáng họa, và cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm. Bạn tuổi Tý đang có nhiều tham vọng và muốn thực hiện chúng nhưng lại bị nhiều yếu tố khách quan ngáng trở. Và với bạn tuổi Tý trong ngày này có sự quyết tâm để phá bỏ những rào cản ở phía trước, song với bạn không được mọi người đồng tình mà còn bị phản đối, phá hoại nữa. Công việc của bạn tuổi Tý càng ngày càng không nhìn thấy được điểm sáng, tương lai mờ mịt khiến cho bạn chỉ muốn bỏ dở dở chừng. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, cái điều này cho thấy về các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tý đang duy trì ở mức rất tốt đẹp, giữa những cặp đôi đang yêu rất hạnh phúc và bạn cũng rất được lòng gia đình của người ấy nữa.
Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có nhiều tham vọng muốn thực hiện nhưng không thành. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy bị các yếu tố khách quan ngáng trở. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa không nhận được sự đồng tình của mọi người. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ công việc càng ngày càng thấy mù mịt, không thấy được tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc tình cảm duy trì ở mức tốt đẹp, hạnh phúc bền vững. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 57, số 72, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trải qua ngày này đang gặp được ngày cô chính ấn xuất hiện sẽ giúp cho bạn đạt được những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Với bạn tuổi Sửu đang có được tinh thần làm việc lên cao và không gì có thể cản trở bạn được. Ngày này, bạn tuổi Sửu còn có thể được cấp trên nâng đỡ và bồi dưỡng thêm để cho bạn có thể đảm nhận được những trọng trách nặng nề trong tương lai. Và nếu có thể, bạn tuổi Sửu làm tốt những công việc đó, giữ phong độ được như hiện nay, chẳng có gì là bất ngờ khi bạn nhận được sự tin tưởng và tăng lương, thăng chức của mình nữa. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, cái chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Người ấy không hiểu cho công việc của bạn mà than phiền rằng bạn vô tâm, lạnh nhạt. Và bạn tuổi Sửu cảm thấy chán nản vì những cố gắng của mình chẳng được người ấy thấu hiểu. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim đạt được bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp với mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy tinh thần làm việc lên cao, nâng cao hiệu suất công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa được cấp trên nâng đỡ và bồi dưỡng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ có thể được tăng lương, thăng chức xứng đáng với năng lực của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc không được nửa kia thấu hiểu và thường xuyên than phiền. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 30, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh, cho nên không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Và ngày này, dù là bạn làm công ăn lương hay là những bạn làm kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do cũng sẽ có được nhiều cơ hội để kiếm tiền khá dễ dàng. Bạn mệnh không cần phải vất vả mà vẫn có tiền trong tay. Và tiền kiếm được bằng công sức của mình luôn đáng trân trọng, cho nên bạn tuổi Dần cần phải có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm rõ ràng để tránh tiêu hoang phí. Và tốt nhất là bạn nên để riêng ra một khoản tiết kiệm ngay khi có tiền và tạm quên đi để tránh nghĩ ngợi cách chi tiêu tiền. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc khí đương vượng và đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn đang có vấn đề. Bạn mệnh tuổi Dần nên lưu ý tới những bệnh về gan, quan sát chức năng về gan của mình liệu có đang bị giảm sút đi hay không. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy tiền bạc được hanh thông, có cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do có được lợi nhuận khả quan. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ cần phải có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng để tránh chi tiêu hoang phí. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc quan tâm hơn tới những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim lưu ý những bệnh về gan, chú ý quan sát chức năng của gan. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp
4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 33, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang có được báo hiệu trải qua một ngày làm việc gì cũng được suôn sẻ, thoải mái khi bạn đang gặp được ngày có tam hội cục nâng đỡ. Và các mối quan hệ xã giao xung quanh bạn cũng có được điều hòa nhịp nhàng, nhờ đó mà bạn nhận được sự giúp đỡ kịp thời trong công việc được tốt hơn. Và cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này cũng có được nhiều tin mừng, tình yêu phát triển nhanh chóng, cả hai đều rất trân trọng hạnh phúc mà mình đang có và cố gắng hết sức để quan tâm, chăm sóc cho đối phương nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có chính tài tương trợ, cho nên bạn không cảm thấy lo lắng về chuyện tiền bạc. Khi mà với bạn đang có những tin vui về thu nhập trong tương lai, bạn biết những gì mình có là xứng đáng vì bạn rất chăm chỉ làm việc và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, mọi việc được suôn sẻ, nhận được nhiều sự trợ giúp cần thiết. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, về các mối quan hệ được điều hòa nhịp nhàng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tình cảm có nhiều tin mừng, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nhận kết quả xứng đáng nhờ quá trình chăm chỉ tích lũy. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tiền bạc không có gì là đáng phải lo ngại. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 9, số 28, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện dần Thìn tương hội, cho nên bạn đang có được báo hiệu đón nhận nhiều may mắn cả trong công việc lẫn chuyện tiền bạc. Con đường tài lộc của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay đang trên đà được tăng tín, và bạn tuổi Thìn biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội thu tiền về đầy tay. Lại thêm, trong vận trình ngày này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn giúp sức. Cái điều này cho thấy con đường sự nghiệp của bạn thêm phần được thanh thang, rộng mở hơn, và bạn hãy tận dụng tốt cơ hội kiếm tiền này để thực hiện những kế hoạch của mình. Đừng có để cho bản thân mình trở thành người hay do dự vì chần chừ mà bỏ lỡ mất đi cơ hội đáng quý. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, báo hiệu cho bạn có thể gặp những chuyện buồn về tình cảm. Cái mối quan hệ vợ chồng đứng trước những nguy cơ tan vỡ khi mà có người thứ ba chen chân vào giữa hai bạn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc trên đà được tăng tín nhờ biết cách kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, khéo léo tận dụng lợi thế để biến thành cơ hội cho bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, sự nghiệp thuận lợi để đến lúc thực hiện những kế hoạch của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cần thêm sự quyết đoán, đừng có do dự mà bỏ lỡ mất cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm có chuyện buồn do người thứ ba chen chân vào. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 40, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021.
Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, và đây là điềm báo bà tuổi Tỵ có phần nóng nảy và dễ cáu kỉnh. Bản mệnh đang có nhiều suy nghĩ cực đoan và chỉ thích làm theo ý của mình chứ không muốn nghe theo những lời góp ý của người khác. Cũng chính vì cái tính này mà bạn tuổi Tỵ dễ vướng phải những rắc rối với kẻ tiểu nhân. Bạn cũng cần phải chú ý trong mọi việc đang làm, và một khi bắt tay vào việc gì thì không nên lơ là, mất tập trung, tạo sơ hở cho kẻ có ý đồ xấu lợi dụng. Ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay đang rất vượng sắc. Vợ chồng có được sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau trước những khó khăn đang gặp phải. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, các cụ xưa có câu quả là không sai. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, không kiểm soát được cảm xúc, dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, suy nghĩ cực đoan, chỉ thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, dễ vướng phải rắc rối với tiểu nhân khi nói năng không suy nghĩ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, tránh lơ là, mất tập trung, để kẻ xấu không có cơ hội phá hoại. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, vợ chồng có được sự thấu hiểu và đồng lòng vượt qua khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 55, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ, cho nên bạn tuổi ngọ có được vận quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn trong công việc. Và hôm nay bạn tuổi ngọ có trí tuệ đáng ngưỡng mộ, có những sáng tạo ít ai ngờ tới và mọi người đánh giá cao về năng lực của bạn nữa. Ngày này, bạn tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, cho nên bạn chỉ muốn tập trung thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Nhưng dường như càng chú tâm, bạn lại càng không muốn bận tâm tới những gì đang xảy ra xung quanh mình. Và đó là lý do có người nhận xét bạn bảo thủ, cứng nhắc, không thích nghe theo những lời góp ý nhắc nhở của người khác. Và ngày này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang còn độc thân, có được nhân duyên rất tốt đối với những người khác giới vào thời điểm này. Bản mệnh có được cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Nếu như bạn chủ động và mở rộng lòng mình hơn, thì rất có thể sẽ gặp được ý trung nhân với mình. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, có được vận quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều may mắn trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, có trí tuệ minh mẫn, sức sáng tạo đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, chỉ muốn tập trung thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu và bổ ngoài tai những lời nhắc nhở. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, có thể bị đánh giá là bảo thủ, cứng nhắc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, có được nhân duyên với người khác giới rất tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 47, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang trải qua một ngày gặp được chính ấn chiếu mệnh, và đây là cát thần trợ mệnh cho công việc của bạn được suôn sẻ và thuận lợi hẳn hơn. Với bạn tuổi Mùi, dạo vẫn còn một vài khó khăn nhất định, nhưng với lòng quyết tâm cao độ, với bạn sẽ sớm được vượt qua tất cả.
Chính vì vậy mà bạn Tuổi Mùi được đánh giá cao bởi tinh thần cống hiến hết mình vì công việc, và bạn tìm thấy được tình yêu, sự hứng khởi trong công việc mỗi ngày, lấy đó làm động lực để cho bạn cố gắng nhiều hơn nữa. Có điều vận may trong ngày này với bạn Tuổi Mùi chỉ dừng lại ở phương diện sự nghiệp, còn chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Người ấy có những nghi ngờ về tình cảm của bản mệnh, nhưng lại không nói ra. Cái mối quan hệ giữa hai người cũng vì thế mà chững lại, dù trước đó đang tiến triển vô cùng là tốt đẹp. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc đạt được những bước tiến triển sau những khó khăn trước đó. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, vượt qua mọi thách thức với lòng quyết tâm cao độ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa được đánh giá cao bởi tinh thần cống hiến hết mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ tìm thấy được niềm hứng khởi trong công việc. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tình cảm tồn tại nhiều nghi ngờ, cãi vã. Vài đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 42, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần Thân tị Hợi. Cái điều này làm cho bạn gặp không ít trở ngại trong công việc ngày hôm nay. Bạn tuổi Thân, bạn làm tốt việc của mình nhưng lại chẳng nhận được thành tích xứng đáng thuộc về mình, luôn có trở ngại nảy sinh nửa chừng khiến cho công việc của bạn xảy ra nhiều sai sót, công sức của bạn cũng vì thế mà lu mờ đi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cũng cho thấy bản mệnh có thể cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình trong công việc, và với bạn có phần cứng nhắc tuân thủ mọi quy định, nhưng trong một số trường hợp thì sự tuân thủ nhất định đó lại khiến cho mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết hơn. Và ngày này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng không được suôn sẻ cho lắm. Hạnh phúc gia đình bỗng nhiên trở nên trong chênh khi những cơn say nắng khiến cho con tim bị chệch nhịp. Bạn cần phải trân trọng những gì mà mình đang có, đừng có để đến khi mất đi rồi mới hối hận. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc gặp nhiều trở ngại, không nhận được thành tích xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, công sức mình bỏ ra bị lu mờ bởi những sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên thay đổi cách suy nghĩ, đừng có cứng nhắc mọi chuyện. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, không phải lúc nào tuân thủ mọi quy tắc cũng là tốt. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hạnh phúc bị đe dọa vì con tim đổi hướng. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 34, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, họa phá tài rình rập khắp nơi. Bản mệnh tuổi Dậu không thiếu tiền thu về, nhưng các khoản chi lại lớn hơn nhiều so với mức thu cho phép. Chính vì thế mà với bạn vẫn rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Và lúc này, con đường tài lộc của bạn tuổi Dậu không được sáng cho lắm. Bản mệnh đang để cho mình phạm phải khá nhiều sai lầm, chi tiêu không kiểm soát khiến cho tiền bạc không cánh mà bay. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng không được mấy hòa hợp. Bạn tuổi Dậu, bạn cần phải bớt chút thời gian
trong sự nghiệp để lắng nghe và trò chuyện với người ấy nhiều hơn, giúp cho vợ chồng thêm phần thấu hiểu nhau hơn. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy đang có họa phá tài rình rập, chi tiêu nhiều hơn thu. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc ảm đạm, tiền bạc không cánh mà bay. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, rẽ rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ với nửa kia không được hòa hợp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đôi bên cần phải tương tác, chuyện trò nhiều hơn thay vì mọi người vui mọi nỗi niềm riêng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ Tuất phù trợ, cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu công việc của bạn vô cùng là thuận lợi, mọi sự đều được suôn sẻ, chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Vòng quay công việc của bạn tuổi Tuất không còn quá khó như bạn nghĩ nữa, bạn mệnh như đang gặp như cá gặp nước, làm gì cũng dễ dàng thành công. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này mang đến cho bạn có được cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Và với bạn tuổi Tuất, bạn có khả năng ứng biến linh hoạt, không bị mất bình tĩnh khi gặp phải những chuyện bất ngờ xảy ra mà bạn đang có được những quyết định sáng suốt vô cùng nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc và đây là điềm báo với bạn rất có thể sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa bạn với nửa kia. Và dù bạn có nóng nảy đến mấy đi chăng nữa, cũng cần phải biết suy nghĩ cho người khác, cân nhắc lời ăn tiếng nói của mình, đừng có nói ra những lời làm tổn thương người mà mình yêu thương như vậy. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ, không phải lo nghĩ nhiều. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, bắt kịp với guồng quay công việc, làm gì cũng được dễ dàng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có được cơ hội thể hiện năng lực, khả năng ứng biến linh hoạt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đưa ra quyết định sáng suốt khi gặp chuyện bất ngờ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, có thể xảy ra tranh cãi với nửa kia nên cân nhắc lời ăn tiếng nói. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 28, số 49, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang nhận được sự giúp đỡ của cục diện ngũ hành Dần Hợi nhị hợp phù trợ, cho nên công việc hợp tác làm ăn của bạn tuổi Hợi sẽ rất có lợi. Bạn mệnh có thể tìm được những mối đầu tư hứa hẹn nhờ vào khả năng đánh giá tình huống chuẩn xác, bạn chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận cao trong tương lai. Và ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, mang lại cho bạn có rất nhiều tài lộc, thậm chí tiền cứ chạy vào túi bất ngờ nữa. Tính cách của bạn tuổi Hợi rất ôn hòa, dễ chịu, cho nên được lòng rất nhiều người xung quanh và khi gặp khó khăn, bạn cũng không phải lo lắng nhiều vì có nhiều người luôn sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ cho bạn. Và ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy bạn đang có được tổ ấm gia đình, một bến cảng an toàn để neo đậu, để trở về sau biết bao sóng bão ngoài kia. Bạn tuổi Hợi, bạn như được tiếp thêm sức mạnh bởi tình yêu của người ấy, giúp cho bạn có đủ được sức lực để phấn đấu không ngừng nghỉ, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, việc hợp tác làm ăn có lợi, tìm được những mối làm ăn hứa hẹn trong tương lai. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tài lộc được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, được lòng mọi người nhờ tính cách ôn hòa, dễ chịu. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, luôn có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, gia đạo êm ấm, tiếp sức cho bạn để phấn đấu không ngừng nghỉ. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 51, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.